nam là thơm sầu riêng. À, thơm nhẹ sầu riêng. Thơm nhẹ cơm vòng hạt lép. Cũng cơm vòng hạt lép. Cơm vòng hạt lép. À. Nó thơm mùi sầu riêng. Thơm mùi sầu riêng, thơm nhẹ sầu riêng. Vậy là nó ngon quá chứ vậy. Ngon chứ. Đặc sản luôn chứ. Nói chung là vô cái một bữa mà thấy cái mít đầu tiên cái ra này nó hở này ăn rồi cũng kìm mít thôi, cái còn bữa mà. À, hiện tại nó còn không? Cái này mình đồng quy cách có năm mấy nha. Năm mấy câu, sáu mấy câu, bảy mấy câu, đến giờ hồi đầu tiên mình chưa ôn hiểu về kỹ thuật. Vậy nếu như anh trồng lại là cả mười mấy. Lý do là sau này cái toàn nó phát triển rộng ha. Cái gì mình dễ chăm sóc. Rộng rồi. Đó, bây giờ toàn bữa nó rất là to. Cái là cái tầng bữa chắc ra tới bốn mấy luôn. 23 đây mà, 23 đó mà nó mới lớn đó. Cái gốc á. Nếu mà cái vằn đời của cây bưởi này là khoảng được 20 năm. Nó còn thưa chăm sóc kỹ nè, giá gì cũng 15 đến 20 năm rồi thường. Mà nếu mà sau này có 15 hay 20 năm mình dùng làm gỗ được không? Hay làm cái... Không, cái bưởi thì không có làm gỗ được. Cái này cũng biết hiện tại nè. Ở là chiến người quá trái là bữa nay không có chiến nhau đi. Chiến quả thấp thôi đi. Cái này là biết gì? Biết tố nôm này, tố lai này. Lại quá ha. Sai quá ha. Anh đang trồng đó. Đang trồng đầu tư đó đó. Cái này một cây giống đó bao nhiêu tiền anh? Cây giống anh mua là 45 rồi. Mình phải đẹp trước cái giống đây. Cái giống này là anh trồng bao lâu rồi mình thấy còn xinh vậy? Anh trồng hơi qua. Ta hiện tại mình đang hai cái là hơi qua. Còn cái mới trồng đây là bao lâu rồi? Là mới có 1 năm tuổi thôi. Một năm tuổi tính từ cái ngày nó ghép á. Tính từ ngày ghép. Tính tới đây còn 3 năm cái trái không? Ba năm là cái đó 3 năm cái có trái, lý do là anh trồng thưa một mình nó thôi. Chứ nó không có trồng sang như như đây. Tính tới đây. Ngày kia chín quá trời luôn. Rõ là anh biết ha. Cái này bây giờ nếu cái này mà bán ra thị trường là một tí không nhiều. Tí anh chưa có bán thị trường, nhưng mà năm ngoái là hồi năm 2020 là anh bán cái này là có 40 ngàn trái. Họ đạt hết anh, không có ấy. Cái này chín tới nè. 40 ngàn một tí. Một trái. Trái nó có một tí, hai tí. Tùy mấy. Trái lớn nhất hôm qua là... Đến thiều trái là đánh đồng hết. Trái hôm qua anh hết lớn nhất là 3 kg á. Mà thường người ta hé là hé chín vườn luôn, chín cây luôn đúng không? Không, em để cái đây dĩa nó chín rồi, nó già rồi, em để tự nhiên 2-3 ngày nó chín rồi. Thế là thế người ta bán thị trường cũng không cần phải xử lý hết rồi. Không, không, đó là tự nhiên của mình, không có không có kích thuốc, không có làm dụng dụng gì hết. Một cây là tính ra nó sai cũng được khoảng 3-4 chục quả rồi đấy. Cam trái chứ. Cam trái luôn à? Đúng rồi. Cam trái là bình thường. Tại vì do cây nó nằm trong rợp, chứ nếu đúng quẩn vực nó ngồi đất trong ngoài này thì mong cam trái bình thường. Cam trái mà bán được 4 triệu rồi. Thì mình trồng có 15, 20 cây phải thôi chứ chi nhiều. Dạ đúng rồi. 10 cây cũng 40 rồi. Cây mình vô mình sản xuất luôn nè. Đây là tuyệt vời luôn á. Đây là mới chín tới cái nè, mới cái tấm rưỡi nè. Bắt đầu ngỏ mùi á. Tấm rưỡi là cũng đậu mấy trường... Đậu đại học rồi đó. Còn kia là mít cái tiền nè, mít cái tiền một dây đó. À điện đoàn gỗ mít cái tiền thì nó chính. Mít cái mít rõ này, mít ướt. Ướt có rõ có em. Rồi đó. Đấy con qua em thử cái này nó vừa chín vừa chua vừa ngọt, còn mấy trái ngọt liệm là mấy cái cây ngọt liệm ở dưới kia thấy rồi, chín trước thấy rồi. Mấy cái ống nước của anh là ống nước xả từ cái hệ thống gì anh? Ống xả hầu nuôi heo nhiều lắm, giờ anh về phát heo còn để heo con heo thời điểm nuôi chín con nái. Chiến máy là anh bán giống á. Anh bán heo con. Con này nứt rồi nè anh. Hay. Nứt nè. Vô thứ 9 giờ mới cho mít ráo á. Chị chín không? Cái này cũng bị con gì đục. Nói chung nó tự nhiên nó là sức mà. Mình cũng con thì tích vậy. Cái trước là lấy cây là mất quá cây chứ, luôn chạm chín hết vậy.
mà mình đi vô lượng đây. Còn nó là mít xịp sớm này mà. Dạ. Cái đây hồi xưa mình làm bằng đá ong á. Hồi xưa có ông bà ông có là làm bằng đá ong. Dạ. Cài rồi dài hồi kia nó rụng rồi bắt đầu ông đi chủ cho gánh đất lên, gánh đất lồng lên như cái vườn này nè. Dạ. Có đây là bờ ấp hồi cũng sẵn đồ. Dạ. Đây là sầu riêng. Thì cũng là đón sầu riêng, mít. Tôi nữ, tôi lai, tôi non rồi. Đó là sầu riêng nè. Sau này cái mít đây có trái rồi là bắt đầu 2-3 năm tuổi là bắt đầu đón lên mít đây. Đón những trái sơ sớm này. Mình để mình tận dụng. Mình cũng đang trồng mấy chục cây này ha. Cái này lành nữa là mất tuổi luôn chứ. Dần dưới tán mất đây đồng ra rồi. Ok luôn. Có sầu riêng cái cây 3 năm tuổi đó. Còn số kia là bình thường nó mấy năm được chứ. Năm đây. Thôi mình lên về tay. Bữa ra anh trồng xe nhất là cây là bao nhiêu trái anh? Cây 100 trái, trăm mấy trái, cây ra người đồng không hết. Dạ. Là cây không biết là hai cây là 2 cây như thế này. Dạ. Trái là nhà vườn không biết được cây miếng được không? Đúng rồi. Đây là nghệ thuật technique tố nam. Cái dạng này nghệ nhân á, nghệ nhân trồng cây á. Chú nha, chú Vương. Đây là vườn cây mình nó là chín mà trái nhỏ nó ít muối. Ta lấy nó muối nó nhiều, còn lấy nó trái nó còn nhiều. Đó, nó chắc luôn, đúng chắc. Nó chưa chín luôn là nó còn ngán, nó nằm muối trong này ha. Không, mình dỡ cái là lên luôn. À, dỡ lên, nếu nó chín luôn là cả giờ tới chiều là chín luôn là mình dỡ lên luôn. Đó. Dỡ rồi. Dỡ là nó dính cùi nó, giờ nó mới chín tới rồi, mới có tóm rưỡi rồi. Dạ. Cái này chín là coi như mình dỡ cái cùi lên luôn. Tiền chủ hộ khách đây. Thôi mời nha. Đó nè, được, có cái sữa dữ rồi. Cái sữa của tiền của họ cũng đóng. Đúng đó. Rồi. Đây, là miếng... Ngã lên. Miếng cho... Người chính tớ. Tố nam, người chính tớ nè. Người chính tớ nó còn có đường da. Cái người chín tái nó ngon hơn, nó ít ngọt hơn cái chín kia, giống ngọt như không? Giống như ghé mới 17 mà ngọt không em, nó cảm nhận ngọt không? Ngon mà ngọt ngọt mới ăn mít mới mời mời bà ăn mít. Mình sử dụng nhà chín hoài mà hôm qua là chín nhiều, hôm kia chín nhiều mấy trái luôn. Vừa mấy trái chó mới ướt mới tháng nữa. Ừ, những cái mình dùng đi. Thấy ngon ngon lắm, lọc lắm. Ngon thêm nó ngồi. Vừa ăn vừa ấy luôn đi. Đó. Bây giờ mới lớn tuổi rồi. 32 rồi, bây giờ 84. Ở đây thấy người già không à? Già từ bữa anh nói em hôm qua là nói anh chờ rãi đi về đó. Bây giờ anh mới mua cái niệm nước, mới về tới đây anh đi cởi ra luôn nè. Cái nó nặng quá, cởi đi luôn. Nghe mà người già mà khỏe á, còn khỏe không? Hồi trước sợ ăn mít ướt lắm anh. Hồi trước ăn mắc cổ một lần, mắc cổ nên sợ tới dừa.
À, cái này dễ ăn. Giúp ăn hả? Đây là mít này cũng giúp ăn. Nó ướt đâu anh? Nó cũng gì rồi. Cái mít là nó vừa chín táo và nó ngon đúng không? Ừ. Cho nó chín quá là ngọt dữ lắm. Mà để chín nữa là lên men rồi không được. Cứ dùng ấy, dùng ấy. Cứ dùng tự nhiên bên đây nó vẫn còn nữa mà. Thấy phải chút vài chục nước chứ đâu có ít đâu mà. Mấy chú nữ ăn rồi cho mít đây là bây giờ mới ăn đúng không? Dùng chú nữ à? Mấy chú nữ trái nó nhỏ, mà muối nó chín cái màu nó đỏ. Còn này nó nhợt thêm như sầu riêng. Cứ dùng đi. Ba anh em dùng mấy trái này thôi. Bây giờ bưởi nó cũng chưa chín. Bưởi chín là hay cái bưởi. À, tháng hơn tháng là bưởi nó đầy chín. Tháng 8 là chín rộ đúng không? Tháng 8 là bắt đầu chín. Năm nay bưởi nó chín muộn lý do là nó ra tới tháng giêng tháng 2. Có số lưu bông tháng 3 này á. Anh cái đó nói là từ lúc bông đến lúc thu hoạch là 6 tháng. 8 tháng. 8 tháng. Còn này quá trời nè mà. Nó chưa. Lấy cái này phải kêu ngủ thôi. Thôi. Một nam là ra đúng một nam, nó giống như một nam đã ra một nam rồi nó ra một có ly trái mùa nữa. Đó là cái bữa nó sung rồi nó ra trái mít. Đó như vậy nó đang ra bông kia nữa nè. Đó. Một mùa chín rồi một phụ nữa. Cũng hay nha nên mẹ anh em mình lên nó có trái mít chín này. Có gì không biết mà. Ừ. Tính là muối còn nhiều chứ. Nhiều chứ. Nó nhỏ xíu xíu muối quá trời luôn. Bữa lên nhà chú Xuân nó đang cần là núi á. Ông kêu đây là cái mít đầu tiên. Đầu tiên. Ông kêu ông trồng mấy năm rưỡi ra trái. Phải là mít siêu sớm. Siêu sớm á. Ừ. Siêu sớm ở đại đại. Rồi đó là cái giá là chùa cái ông Thạng kia cũng Thạng mới trồng. Chùa nào? Năm rưỡi, chùa Lâm Sơn nha. Chùa Lâm Sơn mới trồng. Cũng là té.